Ủa hả? Hả? Nhất mình nhất cái máy hả? Nhất hai cái đùi đi cũng không được nữa. Ồ. Lâu ngày quá mình không có đi á. Hàng giá của con sen cho. Số giá thôi ạ. À. Ngày thứ hai anh Hậu kêu nhất mình nhất máy rồi. Ngày hôm qua leo núi á. Hôm nay là một chuyến đi tiếp theo của mấy anh em cậu cháu này. Đi trải nghiệm với biết thực tế cho biết. Hai anh bạn. Em xin chào chúc khỏe cô chú cả nhà mình. Nói chung là cái chuyến thứ hai này anh Hậu cảm nhận là hơi bắp dứa tại hồi giờ anh cũng ít leo núi á. Chào cả nhà buổi chiều nha. Đi từ sáng tới chiều giờ mới quay nè. Nói chung là lúc xuất phát vào rừng thì khoảng 11-12 giờ trưa mấy anh em nghỉ ngơi lên sen cây ăn quả, nhưng kết quả thì lúc đi hẹn hái gì mà hàng giá sen luôn mà được mớ chim nhỏ nhỏ gì bập ấy. Cầu Hiền với hàng dài thì đi đánh bảy cúc rồi. Hy vọng ở hàng đó đó. Ừ. Chương trình tối nay là khả năng là đi rừng gà. Nếu không có gà thì mình chuyển sang vịt. Lúc đi mình gà có thì khỏi, vịt thì khỏi rừng. Khỏi rừng, dự trữ theo sẵn rồi. Nương mấy trái bắp ăn cho nó vui miệng rồi chiều nay mấy cậu cháu đi rừng gà. Ông cậu với Hùng sẽ đi vào phía sâu trong núi kia. Tại lúc chiều đi nhập cúc ông cậu nghe gà gáy trong đấy nhiều lắm. À phải giải cho hết được hả? Đừng tạo áp lực quá được à. Còn chiều nay thì em với anh Hậu sẽ rừng con gà phía sâu cái trại này. Lúc đưa vô nghe là gáy mà. Tôi thôi luôn. Chiều nay em rừng con gà gần trại á. Đang leo hay làm thịt thì nghe tiếng nó gáy chạy lên liền, nhưng mà nó gáy một tiếng một là không có định hình được hướng cả nhà ơi. Cái này cua khiếp luôn này, đang anh Hậu đang chặt thịt vịt thì em phát hiện ra cua ra này. Rồi anh đưa em nhận ra. Anh cầm xuống đợi em, anh xuống chứ. Chọc ổ nó chạy hết. Anh cứ cầm xuống đợi em xuống ra. Anh ơi, ở vô. Ủa con bự không à, ông ngồi không à. Ôi dồi, số này cua nhiều lắm. Ôi dồi, nhiều. Này này này, anh ơi, kẹp. Dưới đây nó buồn, em thấy đỏ hết mà. Mày vô heo không? Tâu tâu bét đã này, đây rồi. Ôi dồi. Ôi dồi. Tối nay có một đồ. Nhanh nhanh lại đây anh đừng tiếp con nữa, con nữa. Tối nay có một ngò cua. Ngò cua luôn. Này. Ôi dồi. Đây, đây nữa này. Ôi dồi. Đã đó không? Đây. Một con luôn. Mới. Một con suối nhỏ từ cái giếng nước đào á. Nó chạy ra mà cua trong hang này. Nó mùi tanh ra. Có một đoạn này có 3 mét mà bắt được. Hơn chục con cua hả anh? Đây nó. Ê ơi. Còn số này. Đây còn một con trong hang nữa này. Con này đang thú. Thú không ơi? Thú không ơi? Trời ơi. À, cái hả? Mày cắn là không làm được. Được đó. Mày cắn là không làm cua. Wow. Người nó cua gà đầy luôn. Đầy luôn. Trong hang nó ra. Đỏ xuống này. Trù lát tối mà thèm cua xuống xuống rách như bác ăn no luôn à. Xong vịt này lát sẽ hoan với đu đủ nè. Wow, thành quả bất ngờ. Ấy. Để trên bếp cho nó khỏi kiếng. Cầu Hiền với dài chưa về, khả năng là có rồi đó. Rình được gà rồi. Một ít lòng với phần thịt ở lửa hái á. Anh em lọc ra. Tối nay hãm hai bát tiết canh anh Hậu ha. Ừ. Hãm hai bát ba bát. Hai ba bát.
chạy đâu thoát. Con này chập luôn. Hai con nữa. Đây là cái phần nhân để làm tiếp canh. Anh hồng băm nhuyễn luôn. Còn có tiêu xanh nữa mà. Ừ, đâm tiêu xanh bỏ vô. Xíu hạm tiêu canh xong á, mình rắc tiêu xanh lên ăn cho nó thơm. Còn nguyên cái son này là một miếng ức của nó này, một con cúc, mấy con nhang với một ít chim á. Mình để mình làm món nướng đi. Nướng về đây. Ừ, làm món nướng. Nướng trước mình làm về đây. Còn thịt thon đu đủ là dùng để ăn cơm này. Tiết canh thì cũng nhắm rượu hợp lý đấy. Giờ anh Hậu ở lại làm hậu cần nha. Ừ, đi. Làm món tiết canh này. Em chạy vào cái địa điểm mà dài với cậu Hiệp rình á. Rình được có một điểm á. Tranh thủ chạy về. Gì mò lên hả? Bây giờ đi đi ruộng. Tao phải ôm mày ở bên đây thằng tao. Ủa gà đâu mày ôm đây cho biết không? Ở bên đây tao đi qua gà chết rồi hả? Mà do bên đây sợ nó ghế mình chạy lại nó không kịp. Thiệt nhất thôi bên cũng đây. Khô không hả? Chứ không biết nên tao cũng không có vô ngoài nó tao đứng đây là đằng kia vậy ngay gốc kia vậy cái ngay gốc kia đầu sườn gốc kia đây nhưng em không biết gần kia đây ở đều không khác trước nữa mà thông báo cả nhà tối hôm nay món này ờ món tàu tập món sơ sơ món xương cho kiếm ăn nữa không bây đâu được 20 mét 15 mét á rớt xuống rồi tiền ra chịu không khóc hả chán hết mà nói mệt chỗ hôm nay đầy đủ này có hải sản núi cua hấp xả vịt hoang với đu đủ non á có sa tớ ngũ vị hương ớt xiêm ít đậu phộng nữa. Cái món hãm tiết canh của anh Hậu xin tạm hoãn vì lý do trục trặc kỹ thuật á. Hãm xong lát đậu nó bị đông thành mấy anh em quyết định lấy cái thịt bằm với huyết á mình làm một nồi cháo. Đôi khi giải mà nó ngon hợp lý á. Lùi. Ôi, hợp lý lộn ly. Hợp lý làm ly. Tối nay vẫn có món thịt trường một giới nha. Mày đăng tao lên 24 giờ ấy là được. Ừ, mày thông báo phải không? Thông báo với bà nhà của bạn Chiến là Diệp. Bạn Diệp nha, em Diệp. Là Chiến đi làm gì rồi đó. Xong rồi nó ghé vô đây. Ăn bữa cơm rừng gì mấy anh em. Tại anh Chiến tâm sự lo. Tại giờ ghen gơ ghen á. Có giá dụ cho vợ tao nó không thấy em ô cho ô lại bạn già này còn giá trị còn cao chứ cái quả tiêu cho giá lúc mày bỏ kia nè giờ ấy tao bỏ đâu được bỏ cho rụt chứ quậy nước luôn luôn chứ ngọt dữ dàng rồi chứ chú giờ nó đông lại hết cái chủng ma đi rồi nhưng mà nó ngọt cốc gỗ không tốt một sơn rồi. Thanh rạc tiêu quan trọng cái đoạn rạc tiêu đây bạn ơi. Cái điều đây rồi nha. Cứ như đá vậy mày. Ồ, còn chút mốt, uống, thôi lùm luôn. Kéo mày. Không cái này kia không có đâu mà thôi, mình không tắm, mày nhà mình tắm. Kéo. À, còn cái này chưa, có lưu thịt nữa, có cái nào mà ho, nấu cơm thì vẫn còn đỡ ngồi bếp nè. Nhầm nhì không? Trời đó cô. Dắp canh vô là chấm ăn đi vài luôn em. Hết nước chấm á.
Thì mấy anh em cậu cháu tém trước cái món hải sản núi này, một lùi thịt chiêm với nồi cháo, còn thịt hoang đu đủ với mấy lùi thì thịt nướng nữa, đợi sau rồi lát mình ăn cơm. Tạo với chiếu ngay lúc về mang vô một ít vitamin D mà nó ít hung hăng không, vitamin D nhẹ không có. Hôm nay mấy cậu cháu chơi rẹt vitamin hung hăng luôn. Điện vô đó gì hay. Mấy cậu cháu anh em xung xích nhau, mời cô chú cả nhà mình uống ly rượu ăn bữa tối. Có gì dùng lấy. Có gì dùng lấy, cũng hết đường rồi. Gà cũng cố gắng nhưng mà chắc đợt này có anh Hậu vào à. Anh tên Hậu với cậu này, cậu Hiền nữa. Kết hợp lại là Hiền Hậu thành cậu à, không lỡ về xác thành. Thả gà hai đêm mà. Không lỡ xác thành á này. Thành nạp á nạp á. Vô vậy mà sao cứ vậy nó đi không biết à, không hiểu. Sôi rồi nè, sôi. Không, không trúng chỗ hiểm rồi nha. Nước gà nhỏ đi nó sôi. Rồi xuống vào đây nè, anh vô không? Cháu ơi. Mua gà cho vịt. Ngoài những đùi thịt đã đâu không? Đó, nguyên cái đùi thịt chim bên kia rồi. Đó, còn đây là cái mình có cái gì? Lép là cái thịt heo. Chính là lá đó thôi. Là khò mà cua. Chú số hiện ở đây những cái gì đây? Đâu đâu đâu, con làm cái đâu. Chú làm cái đâu, làm cái nữa luôn. Không gỡ uống rồi. Không gỡ. Lâm. Con mình nào xét không? Vâng, đưa tao xét nào. Chạy thêm không? Chắc là con cua. Cua lục mạng này. Bắt vô được 5 phút nữa, mạnh bắt vô được 5 phút. Thì xuống luôn hả? Nó nhìn cái nó đỏ là hai đỏ xuống hết luôn mà. Trời ơi, chụp liên tục đi tục luôn á. Tôi kêu anh Hậu xách cái son lại đây. Ra. Nó bắt liên tục đi tục luôn. Nó có con cũng bự to. Ồ, béo ghê ông ơi. Cua đi ngoài cua ghê. Là cua gì bao gặp chiếu ra. Ôi, ăn cua thế hả? Vô anh học là cái béo rồi nha, làm con rồi quay đó đang quay thôi kênh nói chung hôm nay cũng dài giao lưu với kênh Hùng Thả Núi Hùng Rừng Xanh với Mạnh cũng có gì cũng về nay kiếm được vài món với con vịt mà vịt chưa có vịt làm sao thôi giờ có gì giờ có mấy con chim với mấy miếng thịt chung giới nướng làm đây đây. Xin mời cả nhà nha. Nói chung anh Hậu cũng xui lắm. Anh bị bóng nạp hai gà luôn. Không được con gà đường nào mà. Không kéo nha anh Hậu. Đôi khi nó cỡ chút. Chắc hẹn anh Hậu được sâu nữa. Đôi khi nó sự cố kỹ thuật. Xin lỗi á. Làm được miếng cháo rồi. Cháo xì lắm. Nó sáng nguyên cái khu này. Sáng vậy mới hấp dẫn. Anh em ngập mồm rồi nha. Mồm luôn. Trời trắng ngọt quá trời luôn. Mời cả nhà gặp cua núi nha. Đã. Đã cái mồm. Này cho sao bỏ. Ôi dù ok. Bắt trước thấy Mạnh ăn ngon quá, bắt trước thêm cái chảy nước mắt quá. Ok, quốc trung ớt chim. Béo. Đâu biết ngọt luôn ha. Ngọt luôn ạ. Wow, nghe nè. Vô luôn. Này đồ cốt quá, đồ cốt quá. Đồ ăn vô nha, thả nuôi, mỗi lần mà cốt mà làm ăn thấy ngon lành lắm. Chống ớt rồi làm ăn ngon ăn ngay ăn cái biết rồi đúng rồi đúng rồi mình chút nữa mình cũng làm thử không đã làm được cái đầu dính miếng ớt vô rồi anh nhớ tạo đó gặp Mạnh đó bắn kim nó quay luôn nha này đang ngồi chơi nó chút làm clip nó chút giòn lắm anh cứ nhai mời mời quý vị nha biết rồi cũng là ngầm mồm thiệt nó giòn giòn thịt nó giòn ngon thơm đúng không? Cậu làm miếng ơi. Sao cô? Rồi mới làm ấy. Ừ, hai ông trưởng làng đây. Ừ. Ừ, riêng rẻ mà sao nghe bợp bợp ngon hả?
Đã lâu rồi. Ôi xìa. Cái màu gì cũng mà dễ mình kẹt heo vậy mà mình quay cho đi rượu mình đỡ lên không? Không, ra đi chậm đây nè. Ừ. Nãy mồi giờ rượu như vậy, em mồi trước rồi rượu sau. Rượu đâu phải đi kèm với mồi. Hả? Nghe anh cứ gõ học lòng em. Ngon, ngon, vỗ đuôi vô bạn á. Đã. Đấy, em nhắm rồi. Vô đây ngon. Vô đám à. Em bắt con to, em bọc bóc ra gặp. Dạ. Dạ. Ừ, ngon lắm. Dạ. Theo ấm ngon. Ồ, gạch không? Mà gạch quá trời gạch luôn. Cứ biển hết trơn. Của mấy bé. Cái dít dít hai bên nữa. Kỳ kỳ hai bên mép luôn không? Ờ, kỳ kỳ hai bên mép nó húp cái mấy nên đã mới đã. Cho coi nè. Chùa, húp gạch đi. Gạch tự nhiên là reo sạch á. Mà béo. Béo dính mồm luôn. Xuống. Đây. Mùa đây con này cũng có gạch hết. Đồ nó phải là ngập mơ mà chứ các bạn. Đấy, đây. Chúng vừa giống hơn chúng mấy đứa nhỏ ấy gì luôn. Đi vài đúng không? Tào do bữa nay cũng ấy tào nó anh chê thành nó cho cua nghe. Mồi rừng này thành tào không dùng được, dùng bắp không à. Bá. Sao? Nhiều mắt thấy lẹt bắp không? Nếu nó anh chê thế. Nó gì ăn? Không mà thường có xưa không? Vì cái nó xe quá xe. Lâu cậu hay không chú tàu điện mà tàu lung mình không à? Nhưng mà xe trên quỳnh nhiên đồ trên em biểu chồng chứ có. Dạ phần ra như lào tàu ơi đúng mày. Nó đủ mà nó thiếu tàu nó thiếu á. Có nha, có chứ đi rồi đi mà. Cậu hiền già rồi có một anh trong thuyền ngọn ra nữa cho mày lát mày vẫn đang ra ngoài đi cũng hiểu chứ chết tao đúng không à? Dạ đây không? Ờ đi dài nè. Đích đích là không. Nhiều khi tụi mày qua đây vui vui có máu thì con vẫn vẫn đau vô hú cho tao nghĩ nữa chứ. Mình nói cho mình thấy cua thế mình nói khui chỗ bây giờ tìm một cua không có nhau cua này cua thiệt luôn chứ không phải cua đẻ cá mình khó tìm lắm chứ không chỉ có chứ mình có chứ các chỗ kia đâu có đâu là bò rút xuống mà rút xuống thôi đi lên xuống mình kẹn cái đây mà ngon nha ui kẹn ba chưa xì lụa luôn. Đâu mượn em vô dắt vô đây. Cái này dắt phải bóc à. Mua rồi tay. Mấy ông tay. Tay là mình cũng chân kẹn kẹn luôn không? Mời người nghe hả? Đi không? Tại vì ba cái này thả xuống là nó nghe mùi lâu. Ủa như em vậy vui lắm. Cuộc chơi nào cũng có lúc phải ta và anh học. Rượu bia nó cũng xây xịn chất mà mình mượn ly vitamin hung hăng để làm chất xúc tác để anh em tâm sự nhiều hơn thôi. Tâm sự vui vẻ. Vậy. Giờ đúng rồi, giờ lên giọng. Thôi, bây giờ chào mọi người mình long dẫn. Anh vừa thẳng vô vùng ba luôn đó. Sài Gòn luôn. Anh vừa thẳng đấy luôn hơn. Em cũng lai ra chút rồi. Em cũng chạy giờ gần gần à, em chắc ghê sao. Nhiều khi vui chứ em đi tới Sa Pa. Đi tới quận. Chào mọi người đi Sài Gòn nha. Dạ, em nhiều em ước mơ em đi Sa Pa với đi giờ Long An. Giờ mày nhắn gửi cho anh lại. Giờ miền Tây á, về miền Tây quê hương á. Muốn đi trải nghiệm tương lai sẽ đi. Mà trước mắt là mình sẽ đi đoạn này nè, mình đi rửa chén, mình đi dọn dẹp. Thôi để nói chung anh Hậu anh vào đây đêm nào anh ngủ cũng im ru luôn mà. Ngủ rừng mà. Một phát anh nghe luôn, lên là nổ máy đi Sài Gòn liền. Một phần là cái đợt này mùa nắng á, ban đêm xuống khí hậu nó mát mẻ. Một phần thứ hai là do mấy cậu cháu anh em mình cứ mỗi tối mình trao vitamin ngủ ngon vô. Là uống đâm mà.
Ngầu sạp đây uống nào sụp mét xuống là bay lên giỏng luôn à. Tôi thích có một chút đá rồi uống cho mát. Giờ mấy cậu cháu này với anh Hậu đồ tụi em đi về nhà luôn. Về nhà mình tắm rửa nghỉ ngơi, mình lấy lại năng lượng cái trước tiên là lấy lại năng lượng cái hơn. Rồi xong mình làm phát tổng kết cuối đợt hả? Chào cả nhà buổi sáng nha. Đó, em cũng chào cả nhà buổi sáng. Ngày mới thì chúc cả nhà sức khỏe, lao động làm việc đồ ổn định. Em uống giờ thì em uống dẹp mà. Rồi mấy cậu cháu đem về nhà kết thúc một chuyến đi thứ hai. Em chúc sức khỏe, chào tạm biệt cả nhà luôn. Chào cả nhà buổi sáng nha, chúc cả nhà ngày mới an lành hạnh phúc nha. Kết thúc chuyến tại đây nha anh Hậu. Về nhà mình tiếp tục lại rai anh em Hàng Hiên tâm sự. Chào đây giờ mát mát cũng, khá lâu rồi mới có một dịp ảnh về Phú Yên mà. Trong rừng, trong nhà thì cũng vậy. Vào rừng thì trải nghiệm trong rừng. Về nhà thì trải nghiệm cuộc sống nhà quê, ở nhà dân giá rồi. Cho anh em hiểu nhau hơn. Chuyến này dài nó cũng cố gắng lắm á. Đi 3 ngày 2 đêm hả? 3 ngày. Trời ơi, gì vậy thôi chứ không. 3 ngày mà di chuyển 2 non à. Chuyến này gì vậy thôi chứ 3 gì vậy, 3 gì vậy hơn. Tôi cũng dài đó, cũng cố gắng, cũng hy vọng là cả nhà xem video cũng ghé vào kênh Hùng Rừng Xanh á. Khi nào em chia người tên kênh là vô cả nhà của chú mình yêu thích cuộc sống miền núi thì ghé đăng ký kênh ủng hộ.